Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả cùng chư quý đồng đạo kính mến, chương trình được liên tục đến bài 10 điều ơn phỏng theo quyển Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thay lời tựa, sở dĩ tập sách nhỏ này đến với quý vị vào năm 1963 trong một buổi thuyết trình giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại xã Xuân Hòa, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, có một tín hữu nhờ chúng tôi giải đáp 10 điều ơn là thế nào mà Đức Quỳnh giáo chủ đã dạy. Giảng 10 ơn mới đào làm con, lúc sành xong chớ nên phụ bạc. Đáp xong, vị tín hữu này yêu cầu chúng tôi viết thành bài cho ông. Khi về, chúng tôi nương theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và quyển Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh mà biên soạn luôn dịp mùa Du Lan năm ấy, chúng tôi đem thuyết trình tại Tây An Cổ Tự, Long Kiến, An Giang, được nhiều tín hữu mộ mến nên xin bản thảo in thành sách ấn tống khắp nơi. Trải qua bao lượt ấn hành trên 15.000 quyển, nay lại có nhiều vị xin tái bản lần thứ tư. Việc này chúng tôi không dám cao giọng, vì hơn là đáp lại sự mong muốn của tín hữu và vừa góp công trong môn một. Việc đáp ơn tâm bảo với lời ý biên soạn trên đây, chúng tôi tự nhận có nhiều kém khuyết, ngưỡng mong quý bậc cao minh hoan hỷ và điểm khuyết cho. Nhân sanh hiếu nghĩa phải đền sống, mời rõ cháu con dòng lạc hồng. Ơn mẹ sanh thành xóa tờ nôi, công cha dường dục sanh dường sống. Chuyện xưa đế thuân nên ngôi ca, tích cũ đề xa đắc đạo thông. Kính điển lưu truyền gương Phật thanh, nhờ lòng hiếu thảo được nên công. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Vậy bổn phận làm con lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ để lo đền đáp cho tròn câu hiếu thảo. Lược dịch một đoạn trong viện Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh và sám giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ. Ông Thuấn xưa kia nhờ lòng hiếu thảo rất mực nên được vua Nghiêu mến đức rước về truyền ngôi. Thái tử Lai Đề Xà
là một tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc bị vong quốc, ông cùng phụ mẫu Bôn Đào nửa đường bị đói khát. Ông lóc thịt nuôi cha mẹ. Trước khi chết, còn nguyện hiến bộ xương và gan ruột cho loài côn trùng. Cảm động đến lòng trời, cho xác thân bình phục, và sau thâu hồi được đất nước, nhiều kiếp sau thành Phật hiện là Đức Thích Ca Mâu Ni. Thế nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về 10 điều ơn của người con phải thọ nơi cha mẹ. Như trong sám giảng Đức Quỳnh giáo chủ có khuyên: vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sành sông chớ nên phụ bạc. Căn cứ theo đây, Đức Quỳnh giáo chủ khuyên rằng bổn phận làm con, lúc cha mẹ còn sanh tiền, phải lo đền đáp công ơn dưỡng dục. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phúc nào quên. Sớm hôm cô tròn câu hiểu thảo mới nên thánh thiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy có mười ơn vĩ đại cao dài, nhất là sự ăn uống cử kiên đủ thứ nằm đứng đi cũng khoái nhẹ nhàng, tóc tai chẳng muốn điểm trang, thân hình luôn chịu gió Kính thưa quý vị, ân thứ nhất là thập ngoạt hoài thai, nghĩa là 10 tháng cưu mang. Trong lúc thọ thai, bà mẹ phải quên ăn mất ngủ, như người có bệnh, lo tính từng ngày, giữ gìn kỹ lưỡng, không dám đi mau động mạnh, dường như đeo thêm túi nặng vào mình, trông thật là khó nhọc. Ơn thứ nhì đến kỳ khai nở khoái một phen, kinh sợ hải hùng hải nhi trời đà làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cánh huống này kê sao cho siết khi sáng sinh tình quyết dầm về mặt tình thân được trăm bề dạng sống. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ nhì là
lâm sản thọ khổ, nghĩa là sanh đẻ chịu khổ. Đến ngày khai hoa nở nhụy, bà mẹ phải chịu muôn phần đau đớn, mạng sống bấp bênh như đèn treo trước gió. Nếu đứa trẻ kia là kẻ tiền ăn với cha mẹ thì nó xuôi tay thẳng chân mà ra. Trái lại, nếu nó là đứa nghịch thù thì lúc còn ở trong bào thai đã cử động tay chân chằng miếu gan ruột, chồi đạp vào hông khiến người mẹ đau nhói cả tâm can, lại thêm tinh huyết tuôn dầm. Ôi, cảnh như thế ai trông vào mà chẳng xót dạ thương tâm. Ân thứ ba vừa trông thấy trẻ ra khỏi lòng thì mẹ hân hoan quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc nào khác thế sang ngay gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng tâm hồn thơ thớ nhẹ an, nói mừng không thể luận kính thưa quý vị. Đến ơn thứ ba là sanh tử dâm ưu, nghĩa là sanh được con mà mừng quên lo rầu. Trải qua một lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh được đứa con ra, trông thấy nó đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết, mà quên đi tất cả sự lo buồn. Ân thứ tư dài dầu mẹ chịu lo nuôi con chẳng thiếu chẳng sai, cam đành ăn đắng nuốt cay ngọt bùi phần trẻ không ngày nào lơi, miễn cho con được thời mạnh khỏe luôn ăn chơi là mẹ vui lòng. Dầu phận làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ tư là yến khổ thổ cam, nghĩa là uống đắng nhổ ngọt. Lòng mẹ thương con vô hạn, không tiếc lẫn món chi. Mẹ có thể ăn đắng, nuốt cay, nhịn miếng ngọt bùi để nuôi con cho được đầy đủ. Dầu có thèm khát, mẹ cũng cam tâm. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng vật quý nhân đêm hôm tâm tối bất ngờ, mẹ đành thay nghĩ chỗ dơ ướt dầm nhường cho con được nằm nơi rêu khi gặp cơn rét
lùng kẻ chi. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ năm là hồi can tựu thấp, nghĩa là nhường chỗ khô, nằm chỗ ướt. Trong lúc đêm hôm tăm tối, mẹ đang ngon giấc, bỗng đứa con phóng quế trên giường, thì mẹ vẫn an nhiên nằm chỗ ướt, nhường chỗ khô cho con. Gặp phải lúc mùa đông giá rét, mẹ lo đùm bọc đắp phủ cho con được ấm áp. Còn riêng mẹ, dù có lạnh lẽo cũng cam lòng. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ sáu là nhủ bộ dưỡng dục, nghĩa là bú mớm và nuôi nấng. Sanh đứa con ra, bà mẹ lo từ miếng ăn thức uống cho mình, cốt là để có sữa cho con bú. Còn cha mẹ lo làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc trưởng thành. Ơn thứ bảy lại còn hơn nữa, giặt quế nhờ giặt rửa mỗi ngày. Nhưng khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ấm chẳng nài thôi hôi. Có lắm kẻ lớn rồi quên làng nuôi mẹ cha, tình tháng tính ngày thêm còn nhiều tiền. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ bảy là tẩy trạc bất tịnh, nghĩa là rửa ráy mọi điều dơ bẩn. Cha mẹ chẳng nài sự thúi hôi dơ dáy, nào quần áo chiếu chăn, nào khi đứa con tiểu tiện, cha mẹ đều giặt rửa không kể ngày đêm. Ôi, với điều này, khi cha mẹ già yếu, người con có nuôi lại được như vậy chăng? Ơn thứ tám vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa hồn mang
quanh quẩn bên con. Xác thân già yếu hao mòn bởi chân quả đòi thương con mới làm. Kính thưa quý vị, đến ân thứ 8 là diễn hành ức niệm, nghĩa là con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng, khi con đi vắng cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông, con ở chỗ nào tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó. Sự nhớ nhung ấy không bao giờ phai lợt mà lại càng ngày càng khắc sâu thêm nữa. Hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sao. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục chịu muôn điều quý vị. Đến ơn thứ 9 là vì tạo ác nghiệp, nghĩa là vì con mà nhiều khi cha mẹ làm điều chẳng lành. Đã sanh được đứa con, cha mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn con chịu đói khát rách rưới. Khi gặp cảnh giàu sang thì chẳng nói làm chi, nếu chẳng may gia cảnh nghèo khổ thì cha mẹ vì muốn bảo dưỡng đứa con mà nhiều khi tạo ra ác nghiệp, hoặc phạm tội đạo tặc, tham lam, sát sanh chẳng hạn, để rồi chịu lấy quả báo sau này. Ơn thứ 10 tình thương cao cả của mẹ cha thật trong đời có một không hai, xó cùng biển rộng sánh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền cha vừa dưỡng nuôi vừa khá sống toàn cung phụng ân cần thác thời cầu đặng gửi thân liên đài. Kính thưa quý vị, đến ơn thứ 10 là cứu cánh lân mẫn, nghĩa là cha mẹ thương con không có cái thương nào bằng tình thương của cha mẹ đối với con. Cái thật là vô lượng vô biên, gần con thì nuôi dưỡng dạy bảo, xa con lại thương nhớ ngóng trông. Nếu chẳng may có đứa con nào tật nguyền xấu xí, cha mẹ càng thương xót vô cùng. Cha mẹ đã 80 tuổi cũng còn để tâm lo cho đứa con 60 tuổi. Kính thưa quý vị, 10 điều ơn vừa kể qua, xét thấy công lao của cha mẹ thật là sánh tài non biển. Bổn phận làm con biết lấy chi đáp lại cho vừa. Tục ngữ có câu: lớn non mới biết non cao,
nỗi con mới biết công lao màu tư. Và câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Kính thưa quý vị, bổn phận làm con muốn diễn tròn câu hiếu thảo thì mỗi người cần ghi nhớ 10 điều ơn vào thâm tâm để sớm lo đền đáp. Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền thì lo cung cấp từ miếng ăn, thức mặc cho đến chỗ ở được chu toàn, vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Và hàng phiên cha mẹ làm việc phước nhân, chánh điều tội lỗi. Còn khi cha mẹ quá giảng thì ráng tu cầu cho linh hồn được siêu sanh cõi thọ, thoát nẻo trầm luân như Đức Quỳnh giáo chủ đã dạy. Ăn cho vẹn mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải quang. Và câu ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đã tên dài cống cho ta hình dốc học cơ quyền. Kính thưa quý vị, về 10 điều ơn chúng tôi lược giải đến đây đã dứt. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.